Dân biểu tiểu bang Geneva của Thụy Sĩ Anne Marie Vondraksvon kêu gọi phóng thích tù nhân lương tâm Trần Thị Nga. Trong thư gửi Bộ trưởng Công an tô lâm vào tháng trước, dân biểu Vondraksvon yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà hoạt động Trần Thị Nga, kêu gọi tôn trọng quy tắc của Liên Hiệp Quốc trong việc đối xử với tù nhân lương tâm, cũng như yêu cầu ngưng việc chuyển trại bà Nga tới những nơi xa gia đình. Dân biểu Vondraksvon đồng thời là người đại diện nhóm bảo vệ quyền con người và đấu tranh chống hành hung phụ nữ lưu ý Việt Nam rằng có báo cáo từ gia đình bà Nga về việc bà bị hành hung và hăm dọa trong trại giam. Ân xá quốc tế hôm 25 tháng 10 kêu gọi mọi người trên thế giới viết thư cho Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị trả tự do cho tù nhân lương tâm Trần Thị Nga, người đang gặp nguy hiểm trong trại giam. Bà Nga đang thọ án 9 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước sau các hoạt động đấu tranh cho quyền lợi người lao động, chống trưng thu đất đai và nạn công an bạo hành.